Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều các tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười rơi nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là những fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì đừng quên bấm nút like, share và subscribe channel của chúng mình. Xin chào. Có lẽ chúng ta đã quá quen với hình ảnh các cầu thủ thi đấu cực kỳ máu lửa trên sân. Khi nhập cuộc, các cầu thủ luôn cho thấy một thái độ hết sức nghiêm túc và rất tập trung. Đó là một thái độ hoàn toàn chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khi ở ngoài trận đấu, các cầu thủ có nghiêm túc như lúc trong trận đấu không? Hôm nay hãy cùng chúng tôi đến với những tình huống khi cầu thủ thích tấu hài hơn là tập luyện. Và khi các cầu thủ thay nhau luyện kỹ năng dứt điểm, mọi thứ diễn ra hết sức bình thường cho đến khi Hút chạy lên sút bóng. Cú sút của Hút mạnh đến nỗi trái bóng vỡ tan nát ngay trước mắt tiền đạo Brazil, còn các đồng đội thì không thể tin nổi vào mắt mình. Lực của cú sút phải khủng khiếp đến nhường nào thì trái bóng mới nổ tung như vậy. Trở về Bồ Đào Nha tập trung đội tuyển, Ronaldo không chỉ căng tràn năng lượng mà còn vô cùng phấn khích, liên tục có những hành động hài hước trên sân tập. Dù tập luyện nghiêm túc và chuyên nghiệp, nhưng Ronaldo vẫn giữ bầu không khí vui vẻ, thoải mái, với nụ cười đầy phấn khích và hành động nhạy cảm ngay giữa sân tập của CR7. Đây là đoạn video ngắn ghi lại cảnh Lionel Messi đang chơi đùa với quả bóng trong sân tập. Đáng chú ý, chỉ sau một tích tắc ngắm đích, ngôi sao của Barcelona tung ra cú sút đường cong mềm mại về phía phóng viên truyền hình đang tác nghiệp trước máy quay. Sau đó, La Pulga ung dung bỏ đi, còn bóng từ từ lăn đến và sâu kim giữa hai chân phóng viên, khiến ông quay lại ngỡ ngàng vì không biết thủ phạm là ai. Tiền vệ ngôi sao của Man City Kevin De Bruyne vừa phải làm thủ môn bất đắc dĩ và bị fan cuồng sút bóng vào đầu. Trong đoạn video, Mini Minter, một fan hâm mộ của Man City, thực hiện cú sút penalty, còn Kevin De Bruyne là người bắt bóng. Anh này đã thực hiện cú đá Rabona cực mạnh trúng cột dọc. Bóng sau đó bực vào mặt của Kevin De Bruyne, khiến mọi người xung quanh bật cười. Now my homies acting like I owe 'em, done extending out my arm. Made a lot of money from my palms. Been around and now they say I'm on. I can finally say I'm up now 20,000 on a bus down I'm on my way, I'm going up now And I ain't never gonna touchdown
Sau cơn mưa, sân tập của Napoli xuất hiện nhiều vũng nước lớn. Điều này đã gây cản trở ít nhiều đến buổi tập của ông lớn nền bóng đá Italia. Nhưng sau khi hoàn thành buổi tập, những vũng nước lại bất ngờ trở thành nơi giải trí của các ngôi sao Napoli. Có thể thấy trong video, các cầu thủ hào hứng tham gia đùa nghịch như thế nào. Quả thực đúng như câu nói nổi tiếng, đàn ông cuối cùng cũng chỉ là những đứa trẻ to xác. Là một tập thể vô cùng đoàn kết, những tình huống đùa giỡn rượt đuổi nhau trên sân tập của các cầu thủ nửa xanh thành Manchester không còn là hình ảnh quá lạ lẫm với người hâm mộ theo dõi đội bóng này. Các cầu thủ như quay trở lại tuổi thơ với những pha rượt bắt nhau, họ tạo ra một bầu không khí rất thân thiện và thoải mái trong buổi tập của mình. Không giúp cho Brazil vượt qua được vòng tứ kết tại World Cup 2018, Neymar đã bị ghép ảnh hài hước về hành động ăn vạ. Và hành động này của Neymar giờ đã trở thành một động tác kỹ thuật khi đá bóng. Đây là một video được chia sẻ rất nhiều kèm với hashtag Neymar diễn ra về cảnh ăn vạ tập thể của hàng chục cầu thủ nhí trên sân với đủ tư thế lăn lộn cực hài hước. Ronaldo gia nhập Juventus với nhiều sự mong đợi khi là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ cũng như mức lương cao kỷ lục của Serie A. Áp lực dành cho Ronaldo là rất lớn, tuy nhiên anh vẫn giữ được sự hài hước chứ không quá lo lắng. Trong buổi tập, CR7 vẫn dành thời gian trêu chọc phóng viên đang tác nghiệp khi làm mặt thề phía sau nam phóng viên này. Khoảnh khắc lầy lội của Ronaldo cho thấy một tâm lý vẫn rất tích cực của ngôi sao người Bồ. Được biết đến là cầu thủ cực kỳ hài hước và vui tính, Marcelo luôn biết cách làm đồng đội phải phì cười bởi những trò nghịch ngợm của anh. Trong một buổi tập của đội tuyển Brazil, anh đã dạy Neymar những điệu nhảy đang rất hot trên mạng một cách cực kỳ hồn nhiên. Nó khiến mọi người xung quanh không thể nhịn cười bởi những động tác hết sức ngộ nghĩnh. Đối với các cầu thủ bóng đá, mặc dù vẫn phải ra sân với lịch thi đấu dày đặc, nhưng họ luôn biết cách để tận hưởng dịp không khí Noel tuyệt vời nhất trong năm. Dù trên sân tập, các cầu thủ Liverpool cũng không quên mang bầu không khí Giáng sinh cực kỳ vui nhộn và hào hứng với những chiếc mũ đón Giáng sinh đỏ thắm trên đầu. Bóng đá là như vậy, nó khiến con người ta càng ngày càng gắn kết mật thiết với nhau hơn. Giữa những đồng đội trong cùng câu lạc bộ dường như không còn bất kỳ khoảng cách nào qua quá trình dài chung sống và tập luyện. Sự gắn kết đó sẽ được thể hiện rõ nét khi họ cùng thi đấu trên sân. Từ sự thân thiết ở ngoài khiến họ hiểu ý nhau hơn trong trận đấu. Đó mới là sự đáng sợ của một tập thể đoàn kết. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh, để lại bình luận bên dưới về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.